Từ lòng sông Dương Tử, Trung Quốc, mọc lên một kiến trúc bê tông đồ sộ nhất hành tinh. Đập thủy điện Tam Hiệp dài hơn 2 km, cao bằng tòa nhà 60 tầng. 40.000 công nhân đã làm việc suốt 17 năm mới xây dựng xong con đập. Khi vận hành hết công suất, con đập sẽ sản xuất 20.000 MW điện, gấp 2 lần lượng điện sản xuất được của các nhà máy điện hạt nhân ở Anh cộng lại. Đây là công trình thể hiện đỉnh cao của kỹ thuật xây dựng đập thủy điện. Đập Tam Hiệp thành công như vậy là nhờ dựa trên thành tựu của 5 con đập khác. Mỗi con đập là thành quả của bước đột phá trong kỹ thuật xây dựng, cho phép các kỹ sư tạo nên được những con đập ngày một lớn hơn nữa. Đi thăm từng con đập một theo quy mô tăng dần, chúng tôi sẽ hé lộ câu chuyện kỳ diệu đằng sau những kiến trúc này. Và những phát minh đã cho phép chúng ta sản xuất được nhiều điện hơn nữa. 6 bước tiến tài tình để xây những công trình đồ sộ hơn và đồ sộ nhất thế giới. Trung Quốc là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Để đáp ứng được nhu cầu công nghiệp ngày một tăng cao, quốc gia này cần thêm nhiều năng lượng. Số năng lượng này hầu hết sẽ được đáp ứng bởi con đập đồ sộ nằm trên con sông Dương Tử hùng vĩ tại trung tâm lãnh thổ Trung Quốc. Nó có tên đập thủy điện Tam Hiệp. Chúng tôi đã được phép ghi lại những hình ảnh của thành tựu kỹ thuật tuyệt vời này. Trước khi có thể bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, chính phủ Trung Quốc trước tiên phải đổi dòng con sông Dương Tử có bể rộng gần 2 km và phải di chuyển hơn 1 triệu người dân ra khỏi vùng đất mà sau đó sẽ cho ngập nước. Khi họ bắt đầu xả nước đầy vào bể chứa sau đập, lượng nước khổng lồ dồn lại đã làm tốc độ quay của trái đất chậm lại một phần nhỏ. Đập Tam Hiệp là dự án thủy điện lớn nhất thế giới. Con đập này đã sử dụng 28 triệu mét khối bê tông. Bạn có thể hình dung một đường ống bê tông đặc có đường kính 1 mét đi quanh một vòng trái đất. Thật là một lượng bê tông khổng lồ. Nhưng chính phủ Trung Quốc cho rằng bỏ công như vậy cũng xứng đáng vì đập Tam Hiệp sẽ cung cấp nước sạch và điện giá rẻ cho hàng triệu người. Để hiểu được vì sao đập Tam Hiệp có thể sản xuất được lượng điện năng nhiều đến vậy, ta cần phải đi ngược thời gian. Quay lại nước Anh thế kỷ thứ 19, tại một dòng suối nhỏ ở Northumberland, nơi tạo ra năng lượng cho đập thủy điện đầu tiên trên thế giới. Trong những năm 1800, cuộc cách mạng công nghiệp đang diễn ra sôi nổi ở Anh. Căn nhà này là hình mẫu tiêu biểu của tiện nghi hiện đại. Căn nhà thuộc chủ sở hữu của một quý tộc tên là Armstrong, một doanh nhân
và một nhà sáng chế tâm huyết. Ông đã trang bị cho nhà mình ở tất cả những công nghệ đỉnh cao, bao gồm lò hơi cấp nhiệt trung tâm và những thiết bị để chạy thang máy, máy giặt và máy xay thịt. Nhưng có một nơi trong nhà mà công nghệ hiện đại vẫn vắng bóng. Nhà sử gia Anthony Burton sẽ giải thích. Đây là niềm hãnh diện của Armstrong. Một phòng tranh đầy những bức họa thời Victoria. Hơi u ám ngay cả vào ban ngày, mà ông ấy lại rất muốn buổi tối đưa khách vào đây xem tranh. Nhưng với ánh sáng chập chờn từ nến thì ngắm tranh không thể đẹp. Điều Armstrong cần là đèn điện và một cách để cấp năng lượng cho chúng. Đó là điều đã được Michael Faraday khám phá ra 50 năm về trước. Bạn cần di chuyển một nam châm đều đặn gần cuộn dây dẫn. Tôi đã sắp đặt một thí nghiệm ở đây để minh họa. Đây rồi, ta có hai nam châm ở hai đầu cái đĩa này. Đây là một cuộn dây dẫn. Nếu tôi cho đĩa quay tương ứng với dây dẫn thì sẽ tạo ra điện. Ampe kế đang nhảy số. Chúng ta đã tạo ra được điện. Mỗi khi nam châm di chuyển qua cuộn dây, chúng tạo ra một xung điện trong dây đồng. Để tạo ra được nhiều điện, bạn cần một bộ công cụ lớn hơn. Và đây là thứ Armstrong đã mua, một tua bin Thomson, một trang bị khá hoành tráng. Tua bin Thomson cần một lượng nước rất lớn để làm quay rotor. Nhưng tất cả những gì Armstrong có lại chỉ là một dòng suối nhỏ chạy chậm chậm qua khu đất của ông. Ông ấy cần rất nhiều nước. Và làm sao để có được nhiều thế từ một dòng suối nhỏ? Ông đã xây một con đập. Armstrong đã đắp một bức tường đất cao gần 10 mét, biến dòng suối thành một hồ nước sâu. Khối lượng nước ép xuống làm gia tăng áp lực ở tầng nước sâu. Armstrong cho lượng nước áp suất cao này chuyển qua một ống dẫn xuống chân đập. Tại đây, ông cho chúng chảy vào tua bin Thomson. Dòng nước sẽ làm quay rotor, làm quay một ống trục nối với một máy phát điện, tạo ra 4.000 watt điện. Với Armstrong, đây chỉ mới là bước đầu dẫn tới ánh sáng. Bây giờ, ông cần phải chuyển điện từ nhà tua bin dưới chân đập đến phòng tranh của ông, cách đó 1 km. Armstrong nối hai đoạn dây đồng dày với máy phát điện để truyền tải điện lên lâu đài của ông. Tổng cộng, ông đã sử dụng 5 tấn đồng để cấp điện cho một bóng đèn duy nhất. Nhưng đó là lần đầu tiên trên thế giới một căn nhà được thắp sáng bằng năng lượng nước. Phía bên kia hành tinh, tại trung tâm lãnh thổ Trung Quốc, đập Tam Hiệp về căn bản cũng áp dụng ý tưởng của Armstrong, nhưng ở mức lớn hơn nhiều. Kỹ sư người Anh Robin Chalkwood đã làm việc trên đập từ năm 2003 và vẫn không khỏi choáng ngợp trước quy mô của nó. Chúng ta đang đứng tại một trong ba nhà máy điện khổng lồ của dự án Tam Hiệp. Trong căn phòng chiều dài 700 mét này, bạn có thể thấy 14 máy phát điện tua bin. Rồi sau phòng này, cách đó 1 km, là nhà máy điện thứ hai. Sau đó vẫn còn một nhà máy điện nữa nằm dưới tầng đất đá bờ bên kia dòng sông. Mỗi một máy phát điện này có giá 50 triệu đô la. Nói vậy để bạn có thể hình dung ra quy mô dự án.
Đập Debden có một máy phát điện, Tam Hiệp có 32 máy. Cộng lại, chúng sản xuất ra điện năng nhiều hơn 5 triệu lần Debden. Để cho máy chạy, Trung Quốc đã khai thác sức mạnh của con sông Dương Tử hùng vĩ. Trong hồ chứa nước sau đập, con sông giờ dâng lên độ cao bằng căn nhà 60 tầng so với bờ sông. Nước được cho đi qua những ống bê tông khổng lồ để đến máy phát điện. Tại đây, dòng nước xiết sẽ đập vào cánh tua bin và khiến chúng quay. Chuyển động này sẽ được truyền đến rotor của máy phát điện. Nó được trang bị những nam châm khổng lồ di chuyển qua vòng dây đồng trong bao chứa để tạo ra điện năng. Mỗi chiếc máy này tạo ra điện năng nhiều bằng một nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ. Tất cả 32 máy phát điện sẽ tạo ra lượng điện đủ cho 60 triệu người Trung Quốc. Dự án này tạo ra một tiêu chuẩn mới trong ngành thủy điện quốc tế. Quy mô của nó lớn gấp đôi dự án lớn thứ nhì, đập Itaipu ở Brazil. Và nó mới chỉ là cái đầu tiên trong một chuỗi các siêu đập đang được xây dựng ở Trung Quốc. Vào năm 1878, đập Debden cho thấy rằng một dòng suối nhỏ cũng có thể được khai thác để sản xuất điện. Nhưng để tạo năng lượng ở một quy mô lớn hơn, các kỹ sư phải đương đầu với những con sông cũng lớn hơn. Để xây được con đập sản xuất ra 128 MW điện, các kỹ sư người Pháp đã phải thuyết phục để con sông Dordogne hùng dữ chuyển dòng. Pháp năm 1914. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, nhấn chìm Pháp vào một cơn khủng hoảng năng lượng tồi tệ. Các mỏ than bị quân Đức chiếm giữ. Người Pháp buộc phải nhập khẩu than từ nước ngoài để giữ cho các nhà máy điện và chính đất nước tiếp tục hoạt động. Vậy là sau cuộc chiến tranh, họ quyết định tăng cường nguồn cung năng lượng quốc gia bằng điện từ đập thủy điện. Nhưng xây dựng một con đập bê tông chắn trên sông Dordogne là một thử thách không dễ dàng. Giả sử trên cát đây là con sông Dordogne hùng vĩ, bạn không thể đổ xi măng xuống giữa dòng nước. Họ muốn xây dựng đập ở đây. Để có thể có được một con đập, họ phải xây ba con đập. Trước tiên, một con đập tạm thời ở đây, gọi là đập ngăn nước. Nó sẽ cản dòng chảy. Nhưng ta không thể cản được dòng sông. Cuối cùng nó sẽ tràn qua, trừ khi ta xây một đường dẫn nước vòng quanh để tránh nước chảy ngược lại. Ta phải xây con đập ngăn thứ hai ở đây, và khoảng giữa hai con đập sẽ cho rút cạn nước và tiến hành xây con đập chính. Tại Dordogne, các kỹ sư đã cho nổ đường dẫn qua tầng đá để cho dòng sông đổi dòng. Rồi họ cho thả các lồng ghép chứa đá xuống sông để xây con đập ngăn tạm thời. Kế đó là gia cố bằng bê tông. Bây giờ, khi dòng sông phía sau đập bắt đầu dâng cao, nước sẽ chảy tràn qua các đường hầm. Để tránh việc nước chảy tràn ngược lại, các kỹ sư cho xây dựng một con đập chặn thứ hai. Khoảng giữa hai con đập tạm, sau khi nước sông rút cạn, lòng sông khô ráo là địa điểm hoàn hảo để xây con đập chính. Dòng sông Dương Tử dài hơn 6.000 km và tại nhiều điểm có chiều rộng nhiều km là dòng sông lớn nhất Trung Quốc. Nó tạo ra những bài toán khó đối với các kỹ sư xây dựng đập. Khi nước Dương Tử dâng lên phía sau đập Tam Hiệp, nó sẽ làm ngập một diện tích đất rộng gần 61.000 hectare dọc theo hai bên bờ sông.
chính phủ Trung Quốc phải di rời hơn 1 triệu người khỏi vùng đất phía sau đập. Hàng ngàn căn nhà tái định cư đã được xây dựng cho những người dân phải rời đi. Sau đó, các kỹ sư có thể bắt đầu chặn đập trên sông. Chúng ta đang đứng giữa các tảng đá và các khối bê tông đúc sẵn đã được sử dụng để tạo đập ngăn kiểm soát dòng chảy trong dự án đập Tam Hiệp. Điều khiển dòng chảy của sông để cho phép việc xây dựng có thể tiến hành là một công việc đáng kể. Và với con sông Dương Tử này, một trong những dòng sông lớn nhất thế giới, dòng chảy rất xiết, lòng sông rất sâu. Xây được các đập ngăn để cho thi công được an toàn thực sự là một nỗ lực đáng nể. Trung Quốc tuyên bố đây là lần chuyển dòng kỳ công nhất trong một dự án thủy điện. Và khi bạn nhìn vào quy mô của nó, bạn có thể thấy điều đó hoàn toàn đúng. Các kỹ sư bắt đầu thi công chuỗi đập ngăn bằng đá để chặn lại một phần dòng Dương Tử, trong khi vẫn để lại một con kênh để phần còn lại của sông chảy qua. Họ xây hai phần đầu của đập chính trên bờ sông khô ráo. Sau đó, họ thả hàng tấn đất xuống sông, rồi trên nền đó, họ xây một đập ngăn khác bằng bê tông. Bây giờ, dòng chảy đã được kiểm soát, họ có thể bắt đầu thi công phần còn lại của con đập. Rồi sau đó, họ phải cho dỡ bỏ đập ngăn để dòng nước có thể chảy vào tuabin đập chính. Những con đập ngăn được xây rất kiên cố, nên việc làm sao bỏ chúng đi là một thử thách lớn. Trong giai đoạn đầu, khi chúng được xây bằng những tảng đá to thế này, thì có thể xử lý như cách thông thường bằng máy xúc lớn. Nhưng ở công đoạn cuối cùng, cần một sáng kiến đột phá để phá bỏ bức tường bê tông khổng lồ. Không giống như con đập ngăn ở Marrakesh, con đập phiên bản của Trung Quốc quá to, không thể cứ để nó yên vị. Nên các kỹ sư Trung Quốc đã đục lỗ rồi nhồi thuốc nổ vào trong thân đập. Ngày 6 tháng 6 năm 2006, họ gắn vào đập 160 tấn thuốc nổ và hồi hộp chờ đợi. 3, 2, 1. Một công trình mất hàng tháng trời mới xây xong mà phá hủy thì chỉ trong vài giây đồng hồ. Con đập ngăn vỡ vụn, giải thoát cho lượng nước khổng lồ trữ phía sau nó. Đây là bài kiểm tra cuối cùng đối với con đập Tam Hiệp, và nó đã vượt qua. Quay lại năm 1935, đập Marrakesh chứng tỏ rằng các kỹ sư có thể chuyển hướng chảy của sông để xây dựng các con đập khổng lồ. Nhưng để vượt qua cột mốc 1.000 MW, các kỹ sư người Mỹ xây dựng đập Hoover đã phải áp dụng những kỹ thuật rất hiện đại. Những năm 1930, Mỹ quyết định giải quyết một trong những vấn đề kinh tế đau đầu nhất. Các thành phố miền Tây nước Mỹ không thể phát triển vì thiếu nước và năng lượng. Vậy là, để phá vỡ thế bế tắc này, các kỹ sư bắt đầu thi công con đập lớn nhất thế giới, đập thủy điện Hoover. Những người thi công đập là những người mạo hiểm thực thụ. Có những người chưa làm việc ở độ cao lớn. Họ ngồi trên một tấm ván treo trên sợi dây thừng thả từ trên đỉnh xuống, rồi đập vào vách đá bằng búa thủy lực, để khi bạn đổ bê tông xuống, nó sẽ vừa khít. Lượng bê tông đổ xuống đây nhiều hơn bất cứ dự án xây dựng nào trước đó. Nhưng làm sao quản lý một lượng bê tông lớn cũng là một vấn đề đau đầu đối với các kỹ sư xây đập. Khi tiến hành đổ bê tông, có một vấn đề đặc biệt nổi lên, đó là nhiệt lượng. Trước tiên, bạn phải biết bê tông được tạo thành từ 3 thành phần căn bản.
Đầu tiên là xi măng, đó là thành phần tích cực, thứ sẽ tham gia phản ứng và thay đổi. Đây là nước sẽ phản ứng với xi măng. Còn đây là chất kết tụ, thường là đá, nhưng trong trường hợp này là cát. Nó sẽ tạo sự gắn kết cho toàn bộ hỗn hợp. Khi chúng ta cho xi măng vào nước, sẽ xảy ra phản ứng hóa học. Cụ thể là phản ứng hydrat hóa, và nó sẽ tỏa nhiệt. Nhiệt độ của hỗn hợp này sẽ tăng cao. Ta có thể thấy sự tăng nhiệt. Nhiệt kế đã chỉ lên 15 độ C. Nếu đợi thêm chút nữa, sẽ thấy nhiệt độ còn tăng lên. Điều bạn vừa chứng kiến đó là sự tăng nhiệt độ. Không nhiều lắm, nhưng với đổ bê tông ở một quy mô lớn, nhiệt lượng tỏa ra sẽ không có chỗ thoát, và phần bên trong bê tông sẽ càng lúc càng nóng hơn và giãn nở. Khi nó giãn nở, thì bê tông lớp bên ngoài sẽ nứt ra, và vết nứt trên thân đập là điều không thể chấp nhận. Nếu bê tông xây đập được đổ xuống tất cả trong một lần, bê tông bên ngoài sẽ nguội đi và đông cứng lại. Trong khi phần bên trong của đập, bê tông vẫn nóng và cố gắng giãn nở. Điều này sẽ tạo áp lực lên bê tông và tạo ra các vết nứt rạn. Vậy là các kỹ sư đổ bê tông lần lượt theo từng khối nhỏ. Khi bê tông bên trong mỗi khối nguội đi, nó sẽ co lại nhưng không nứt ra. Sự co lại này tạo ra khoảng trống giữa các khối. Các kỹ sư sẽ chám xi măng vào các khoảng đó. Nhưng thiết kế tài tình này không thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Đập Hoover rất quy mô, dùng tới 6 triệu tấn bê tông. Và nếu bạn có thể tập hợp tất cả nhiệt lượng tỏa ra khi bê tông hóa rắn vào một cái lò, thì ta có thể nướng mỗi ngày nửa triệu ổ bánh mì trong suốt 3 năm. Nếu cứ để bê tông tự nguội đi, thì quá trình co lại và nguội đi đó sẽ mất 125 năm. Rất không thực tế. Người phụ trách Frank Crowe thường được gọi là Crowe vội vàng. Vì ông ấy luôn vội vàng. Ông đã nói, thế không được, làm sao đợi 125 năm được. Tôi sẽ lợi dụng con sông Colorado để làm nguội con đập. Crowe gắn 950 km đường ống thép dẫn nước vào bên trong đập Hoover. Ông đã xây dựng một nhà máy lớn làm lạnh nước. Tại đây, ông sẽ làm nguội nước sông xuống 4 độ C và rồi phóng qua đường ống vào bê tông nóng. Điều này sẽ làm giảm thời gian nguội từ 125 năm xuống 22 tháng. Thực sự tài tình. Giờ chỉ còn mỗi việc hoàn thành xây dựng đập, đổ xi măng vào trong đường ống và thế là xong. 5.000 công nhân trong 21 tháng đã xây xong công trình này. Chưa kể là họ đã hoàn thành tiến độ trước 2 năm, tiết kiệm được ngân sách. Đập Hoover trữ 35 tỷ mét khối nước và lượng điện năng tạo ra nhiều hơn bất cứ con đập nào trên thế giới. Được con đập này trợ lực, các thành phố miền Tây nước Mỹ cuối cùng cũng có thể bắt đầu phát triển thịnh vượng. Đập Tam Hiệp đưa công trình xây dựng bê tông lên một tầm cao mới. Nhìn nó, bạn có thể hình dung ra độ dày của lớp bê tông chân đập. Chiều cao 180 mét, dài 2 km. Một khối lượng bê tông khổng lồ. Đập Tam Hiệp sử dụng nhiều bê tông gấp 3 lần đập Hoover, nên các kỹ sư phải dùng đủ mọi cách để làm nguội con đập. Họ đã áp dụng đủ mọi phương pháp, làm nguội chất kết tụ là cát trước khi cho vào hỗn hợp, thêm đá lạnh vào. Họ làm tất cả mọi thứ để khiến nhiệt độ xuống thấp nhất có thể trước khi tự nó nóng lên. Và vì ở đây mùa hè, tháng 7, tháng 8 trời rất nóng, nên họ đã thậm chí phải lắp hệ thống phun sương mù để tạo ra một lớp sương mù trên đập, với mục tiêu là ngăn bức xạ mặt trời chiếu xuống bê tông
làm tăng nhiệt lượng vốn đã cao ở lớp bên trong. Nhưng tất cả những biện pháp ngăn việc bê tông đất này sẽ chẳng để làm gì nếu con đập được xây trên một nền đất yếu. Viện kỹ sư thi công chính Ed McCann sẽ giải thích. Việc xây đập hoàn toàn không thấm nước là có thể, nhưng làm đất lòng sông hoàn toàn không thấm nước lại khó khăn hơn. Khi nước được giữ lại phía sau đập, có một áp lực rất lớn đè lên hướng này. Và khi con đập không cho nước chảy qua, thì nước sẽ ngấm xuống dưới, và thế là cổng cốc. Có một giải pháp cho vấn đề này, John sẽ giúp các bạn hình dung ra dễ hơn. Ở đây là một mạng lưới ống dẫn, một loạt các đường ống chạy dọc xuống đất lòng sông. Chúng tôi kết nối chúng với một máy bơm cao áp. Dĩ nhiên không phải cái này, cái máy thực sẽ to hơn nhiều. Chúng tôi sẽ dùng máy bơm bơm vữa là hỗn hợp xi măng với nước. Khi xi măng và vữa đông cứng lại, chúng tạo ra một bức tường chắn không thấm nước, nhưng là ở ngay bên trong lòng đất. Đây là máy bơm cao áp. Nếu tôi bơm thật mạnh tay, sẽ cho kết quả. Bạn có thể thấy ngay là vữa chảy ra và đi vào bên trong đất, lan ra. Đấy là điều chúng tôi muốn. Ở một số chỗ bạn có thể thấy nó lan ra một khu rộng, chỗ khác lại không ngấm qua. Chỗ đó đất đặc và không cho nước đi qua. Nhưng không sao, chỉ cần khoan thêm lỗ và bơm thêm nhiều vữa nữa, cho đến khi có một lớp ngăn nước ngay dưới đập. Vậy là chúng ta có hai con đập ngăn nước, một ở trên lòng sông, một ở dưới lòng đất. Để tạo ra lớp bê tông ngăn nước bên dưới đập Tam Hiệp, các kỹ sư đã luồn 100 km đường ống vào lớp đá granite dưới lòng sông. Rồi sau đó, họ bơm 200.000 mét khối vữa vào các đường ống. Vữa sẽ bị ép tràn vào các khe rãnh bên trong đá. Và khi vữa đông cứng lại, nó biến lớp đá lỗ chỗ thành một nền móng vững chãi, không thấm nước cho con đập. Bây giờ, các kỹ sư người Trung Quốc có thể tự tin rằng con sông Dương Tử không thể làm suy yếu con đập của họ. Và năm 1936, đập Hoover là minh chứng cho thấy các kỹ sư có thể xây dựng các con đập bê tông to không tưởng, miễn là họ có thể giữ cho nó mát. Nhưng khi các con đập ngày càng lớn hơn, lượng nước giữ lại càng lớn hơn, và cùng với đó là sức công phá kinh khủng. Để xây dựng đập Grand Coulee, các kỹ sư người Mỹ phải bảo vệ nó khỏi tác hại từ việc nước cao tràn qua đê. Jonestown, Pennsylvania, ngày 30 tháng 5 năm 1889. Trong lịch sử thị trấn, mưa chút xuống chưa bao giờ nhiều đến thế, và sự yên ả nơi hồ chứa nước trên đập sắp bị phá vỡ. Mưa liên tục trong suốt 24 tiếng đồng hồ, và nước dâng cao lên tới đỉnh đập, tràn qua đập. Con đập vỡ vụn. Hai mươi triệu tấn nước đổ xuống chỉ trong 45 phút. Một bức tường nước cao 18 mét đổ xuống thung lũng và ập vào Jonestown. Nó mang đến sự tàn phá kinh hoàng. Hơn 2.200 người đã chết trong trận lụt. Đây là thảm họa tồi tệ nhất nước Mỹ từng chứng kiến. Tại sao khi nước tràn, đập lại vỡ? Kỹ sư Ed McCann sẽ lý giải điều này. Khi nước tràn bờ và chảy xuống, nó làm suy yếu đất nền ở trước mặt đập. Nhược điểm là đất sẽ bị rửa trôi.
Tôi đã dựng một mô hình để các bạn hình dung thế nào là rửa trôi. Đây là cơn lũ chạy dọc dòng sông, ứ lại sau đập. Nước sau đó sẽ nhanh chóng tràn qua đỉnh và lao xuống dưới mặt trước, rửa trôi phần đất ở dưới. Bạn có thể thấy con đập mất nền và bắt đầu bị bật ra. Chẳng mấy chốc sẽ sập xuống và thế là hết. Vỡ đập là điều có thể hiểu được. Khi đập vỡ, một bức tường nước khổng lồ sẽ lao xuống thung lũng và nếu bạn chẳng may có mặt ở đó thì bạn sẽ mất mạng. Hiện tượng rửa trôi với con đập thế này là một vấn đề tiềm tàng và phải được khắc phục. Năm 1933, các kỹ sư người Mỹ bắt đầu thi công đập Grand Coulee chắn sông Columbia, vùng Tây Bắc Mỹ. Một con đập kích cỡ vượt trội so với đập Hoover. Đập Grand Coulee cần lượng bê tông nhiều gấp 3 lần và chiều dài cũng lớn hơn 3 lần. Khi các kỹ sư hoàn thiện đập Grand Coulee, họ phải đảm bảo rằng những gì xảy ra ở Jonestown sẽ không lặp lại ở đây. Nước đổ ồ ạt xuống có thể nhanh chóng làm xói mòn chân đập, gây ra thảm họa. Nên các kỹ sư đã đổ chân đập thành một bờ dốc bê tông thoai thoải. Nó sẽ đưa nước chảy qua đập tràn thành một vòng xoáy, triệt thoái năng lượng. Khi nước trượt qua dốc, nó sẽ mất đi phần lớn sức mạnh phá hoại. Đã xây xong dốc, các kỹ sư giờ có thể an toàn vận hành đập thủy điện lớn nhất nước Mỹ. Danh hiệu nó vẫn giữ cho đến ngày nay. Các kỹ sư ở đập Tam Hiệp cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự. Họ cũng phải đảm bảo rằng con đập không bị nước lũ tràn qua phá hoại. Về căn bản, đập ngăn giữ một lượng nước rất lớn trong thời điểm lũ về. Ở đây, đập Tam Hiệp trữ khoảng 22 tỷ mét khối nước và sau đó được xả một cách có kiểm soát thông qua hệ thống 46 cửa đập tràn và đường trượt như bạn có thể thấy dưới đây. Thiết kế đập tràn như thế này phải chịu đựng lực của dòng nước đổ xuống từ độ cao 100 mét và đạt tốc độ cực lớn tại chân đập. Để làm chệch hướng lượng nước đổ xuống, người Trung Quốc đã sử dụng kỹ thuật tương tự như ở Grand Coulee. Khi mực nước dâng cao, các kỹ sư đã cho mở một loạt cửa cống xả nước từ hồ chứa. Nhưng nếu nước đổ thẳng xuống, thì nền móng đập có thể không chịu được. Nên các kỹ sư đã thêm vào đập tràn các đường trượt bê tông. Không giống như đường dốc ở đập Grand Coulee là ở dưới nước, đường dốc ở Tam Hiệp sẽ đưa nước bắn lên không trung. Trên không trung, nước sẽ vỡ ra thành những hạt nhỏ và mất đi phần lớn sức mạnh phá hoại của nó, rồi rơi xuống 100 mét trên mặt nước, chỗ nó chẳng thể gây được thiệt hại gì. Giờ đây, khi mở cửa đập tràn, người Trung Quốc chẳng phải lo ngại điều gì. Năm 1942, đập Grand Coulee đã cho thấy các con đập có thể đương đầu tốt ra sao với sức mạnh xói mòn của dòng nước lũ. Nhưng để xây dựng được một con đập chặn trên con sông hùng vĩ Yenisei của Nga, các kỹ sư phải tìm ra cách sao cho vừa chặn được dòng sông, vừa cho phép tàu bè đi qua. Thập kỷ 60, Liên bang Xô Viết muốn tăng cường sức mạnh công nghiệp.
nên đã lên kế hoạch xây một loạt các con đập khổng lồ. Một trong những con đập đầu tiên, đập Krasnoyarsk, sẽ trải dài 1 km chắn ngang sông Yenisei và sẽ tạo ra 6.000 MW điện. Nhưng con sông Yenisei lại là đường thủy chính tới Siberia. Vậy, để cho tàu thuyền có thể đi qua, các kỹ sư đã ấp ủ tiến hành một kế hoạch tài tình. Họ sẽ lắp một cái báng thép đủ lớn để chờ một con tàu. Rồi sau đó, họ sẽ đẩy nó lên đỉnh đập. Tại đó, họ sẽ cho quay máng và hạ nó xuống sông phía bên kia đập. Để di chuyển một vật nặng 7.000 tấn thế này, họ sử dụng bơm thủy lực. Kỹ sư Ed McCann sẽ dùng một túi nước nóng để diễn tả nguyên lý của thủy lực. Nối vào với túi nước nóng là một ống dẫn đi vào vòi nước này, và nó được nối lên bình nước ở đây để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ kéo nó lên cao 1 mét. Bây giờ áp lực trong hệ thống đã tăng lên, nhưng chưa đủ để nâng gạch lên, nên chưa thấy động tĩnh gì. Túi nước nóng vẫn nằm bẹp. Tôi sẽ lùi lại, không muốn gạch rơi vào đầu. Tôi sẽ kéo bình cao đến 3 mét. Giờ bạn có thể thấy các khối bê tông chuyển động. Tôi sẽ kéo cao thêm thành tối đa 4 mét. Bạn vừa được chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc có thể có được từ nước chịu lực ép sẽ dùng để nâng những vật to nặng. Các kỹ sư người Nga đã tận dụng lực nước bị ép mạnh để nâng tàu. Bên trong khoang này là các máy bơm công suất lớn, ép nước dưới một áp suất khổng lồ vào trong các động cơ gắn ở dưới. Động cơ sẽ làm quay các bánh răng và đưa máng thép dọc theo đường ray. Các động cơ tạo ra lực kéo lớn đến mức nó có thể kéo khoang chở từ sông lên hồ chứa chỉ trong 90 phút. Khi hệ thống nâng tàu lần đầu được sử dụng, người dân đã đến xem rất đông. Thành tựu cơ khí này là phần đáng kể nhất của công trình đập thủy điện lớn nhất thế giới. Tại đập Tam Hiệp, Trung Quốc, các kỹ sư cũng phải đối mặt với vấn đề đi lại trên sông. Con đập của họ nằm chặn một trong những con sông tấp nập nhất châu Á. Dương Tử là đường sông quan trọng ở châu Á, nối từ Thượng Hải đến Cửu Giang và cả Trùng Khánh. Mỗi năm, nó chuyên chở khoảng 19 triệu tấn hàng hóa. Đưa 170 con tàu một ngày qua đập là một thách thức lớn cho các kỹ sư. Và để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc đã xây một trong những âu tàu lớn nhất thế giới cho xứng với con đập lớn nhất thế giới. Tàu sẽ đi vào cửa ở chân đập. Cửa đóng lại, nước được xả ngập và nâng tàu lên âu tàu kế tiếp. Qua 5 tầng như vậy, tàu mới lên được đỉnh đập. Tất cả mất tới 4 tiếng đồng hồ. Thời gian này với các tàu hàng thì không sao, nhưng với các tàu thuyền chở khách hoạt động trên sông Dương Tử thì như vậy là quá chậm. Để đáp ứng nhu cầu, cần một phương pháp di chuyển khác tiện lợi hơn. Người ta đã cho xây một hệ thống nâng tàu ở đây. Nó cho phép tàu thuyền đi qua chỉ mất 36 phút. Không giống như hệ thống nâng ở Krasnoyarsk, hệ thống ở Tam Hiệp sẽ nâng tàu lên thẳng như một cái thang máy.
Và bí mật mang tới hiệu quả của hệ thống này nằm trong những bức tường bê tông của nó. Các kỹ sư đã cho lắp các đối trọng khổng lồ bên trong tường. Chúng sẽ thực hiện hoạt động nâng tàu. Mười sáu khối bê tông nặng 1.000 tấn nối bằng dây cáp đến máng thép chờ tàu và nước để tàu nổi. Khi các đối trọng này hạ xuống, dây cáp sẽ nâng máng cùng thuyền lên đỉnh. Hệ thống nâng tàu ở đây cao 113 mét và có thể chở các tàu trọng tải tới 3.000 tấn. Nó là một trong những hệ thống lớn nhất thế giới, lớn gấp đôi hệ thống ở Krasnoyarsk. Bây giờ hệ thống chưa hoàn thiện, đến tận năm 2015 mới xong, nhưng bạn có thể thấy nó rõ ràng là rất lớn, và đó là một thành tựu ấn tượng nữa đang hình thành ở đây. Sau 130 năm đổi mới liên tục, các con đập đã sản xuất ra nhiều điện năng hơn. Ngày nay, gần như không có loại năng lượng nào mà sạch như thủy điện, nhưng đi kèm với kích cỡ ngày càng tăng của các con đập, ảnh hưởng đến môi trường cũng lớn lên theo. Trong thiết kế đập Tam Hiệp, các kỹ sư người Trung Quốc phải đảm bảo rằng công trình của họ không ảnh hưởng tới sự màu mỡ của đất đai. Đập Tam Hiệp sản xuất ra điện năng nhiều hơn bất cứ con đập nào khác, nhưng đó không phải là lý do chính để nó được xây dựng. Con sông Dương Tử nổi tiếng với những con lũ dữ dội. Trong suốt 2.000 năm qua, cứ 10 năm lại có một trận lụt lớn. Năm 1931, một trận lụt thực sự tồi tệ đã xảy ra. 135.000 người đã chết, 2 triệu căn nhà bị phá hủy. Xây dựng đập Tam Hiệp là để kiểm soát vấn nạn lụt lội này. Đó mới là lý do chính. Con đập chặn đứng đường đi của dòng nước lũ phá hoại. Nước được trữ trong hồ chứa và được xả ra một cách có kiểm soát. Nhưng làm giảm lụt lội thì lại gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng khác, như lịch sử đã cho thấy. Năm 1970, Ai Cập xây đập Aswan chắn sông Nin để giảm lũ lụt. Nhưng không lâu sau đó, các nông dân ở phía hạ lưu con sông nhận thấy mùa màng của họ kém hẳn đi. Đất đai trở nên cằn cỗi đến mức mỗi năm, nông dân phải bón hàng triệu tấn phân để hoa màu phát triển. Điều này xảy ra vì nước lũ không đến được, mà nước lũ lại mang trong nó rất nhiều thành tố quan trọng tạo nên sự sống. Nhà hóa học, tiến sĩ Andrew Sidlow sẽ minh họa điều này. Ở đây tôi có nước mưa sạch, thêm vào một chút đất bề mặt màu mỡ, rồi sau đó thêm vào phân động vật. Vỏ ốc có thành phần chính là canxi carbonate. Thêm vào chút lá khô. Và cuối cùng, dĩ nhiên là có cả cá. Khi bão đến, nước bắt đầu chảy nhanh hơn. Tất cả các thành phần này hòa trộn vào nhau trong dòng nước cuộn xiết. Và ta có ở đây thứ cốc tai đầy những chất dinh dưỡng cho cây: nitơ, phốt pho, canxi, magie và kali. Nhưng khi không còn lũ nữa, thì các phân tử dinh dưỡng trong phù sa sẽ lắng lại.
Đây lại là một vấn đề đau đầu, đặc biệt là ở con đập lớn nhất thế giới. Dòng phụ sa quý báu của sông Dương Tử bị con đập chặn lại và mắc kẹt tại vùng nước chảy chậm trên hồ chứa. Nó nhanh chóng chìm xuống đáy và ứ dần lên. Vấn đề phù sa ở sông Dương Tử là một vấn đề lớn. Tổng lượng phù sa mỗi năm khoảng 500 triệu tấn, tương đương với một khối lập phương mỗi cạnh 1 km, đủ để lấp đầy các sân vận động lớn hàng trăm lần. Đó là một lượng phù sa khổng lồ. Nếu lượng phù sa bị mắc kẹt phía sau đập, thì nông dân, ngư dân và thiên nhiên hoang dã suốt dọc hạ lưu sông sẽ bị tước đi lượng dinh dưỡng có trong dòng nước. Và hàng tấn phù sa lắng đọng dồn lên sẽ đe dọa chính con đập. Lượng phù sa đọng ở đây sẽ làm giảm dung tích hồ chứa, và sau đó nếu chúng dồn lên cao nữa sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các tua bin. Một cách khéo léo, các kỹ sư người Trung Quốc đã khai thác dòng nước lũ để xối cặn lắng ra khỏi hồ chứa và đẩy nó xuống hạ lưu. Họ đã lắp đặt các cửa cống sâu bên trong đập. Mỗi cửa nặng gần bằng một cái xe buýt và cần một piston thủy lực rất lớn để nâng lên. Khi người điều khiển mở cổng, nước lũ ồ ạt chảy qua lớp cặn phù sa và cuốn nó trôi qua đập. Bằng cách này, chính quyền Trung Quốc hy vọng ít nhất 100 năm nữa họ mới phải lo ngại việc phù sa ứ đọng sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất điện của con đập. Nhưng hệ thống xả tải tình thế này cũng không thể cuốn hết tất cả lắng cặn đi qua đập. Ước tính lượng cặn còn sót lại, ít thì khoảng 30%, nhiều có thể tới 60%. Dự án đập Tam Hiệp được hoàn thiện, quy mô của nó thật đáng ngạc nhiên. Nó sản xuất được lượng điện năng lớn hơn bất cứ con đập nào trên thế giới, kể cả khi một số tua bin còn chưa vận hành. Phát huy và sáng tạo trên nền những thành tựu trước đó, đập Tam Hiệp thực sự là đập thủy điện đồ sộ, cho tới khi có ai đó xây dựng một con đập to lớn, đồ sộ hơn.